Ok, chào mọi người nha, mình là Nhật đây. Hôm nay có tin vui cho các bạn này, là tính năng tự tặng quà đã kích hoạt trở lại rồi nha. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tặng quà như thế nào nhé. Đầu tiên, bạn bấm vô chiếc hình điện thoại của mình bên góc tay phải á. Đó, hiện ra cái khung bạn bè mình nhập vô. Đó, như đây mình có hai bạn bè mình đang sáng, mình có thể lựa chọn một người. Mình bấm chữ gửi thư. Ở dưới góc gửi thư có chữ quà tặng và chủ đề, mình bấm chữ quà tặng nha các bạn. Đây là những món quà mình có thể tặng cho bạn bè của mình hoặc những người mình muốn tặng nha. Đó, mình sẽ lựa lại một cái xe này đi, mình tặng cho bạn mình. Rồi mình sẽ gửi lời nhắn để mình tặng món quà này. Ok, xong mình sẽ bấm chữ gửi nha các bạn nha. Ok, vậy là mình đã gửi thư xong và bạn bè của bạn có thể nhận được trong hộp thư trong chiếc điện thoại của mình nha. Và video này mình đã kết thúc tại đây. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye bye!